gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông. Hỏi bến thuyền không lái cũng không, xe mũi nặng nề thân vó ký. Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng, vá trời lấp biển người đâu tá. Bán lợi mua danh chợ vẫn đông, lần lữa nắng mưa theo cuộc thế. Cắm xào đợi khách thủa nào trong. Đó là tâm sự của một con người khi nhìn về đất nước của mình. Tuy nhiên, khi nhận lãnh vai trò lãnh đạo đất nước, ông đã đem tất cả sở tồn làm sở dụng để phục vụ đất nước. Đồng thời, ông cũng đưa ra một cái nhìn chuẩn xác cho hướng đi của đất nước trong ngày mai. Ông nói, chúng ta hiện đang tiếp tục cuộc chiến đấu lớn lao để hoàn thiện nền độc lập của quốc gia chúng ta và để bảo đảm tự do của nhân dân chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc đời tự do và hạnh phúc của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc chiến đấu này. Nếu Việt Minh thắng trong cuộc đấu tranh này, quốc gia thân yêu của chúng ta sẽ biến mất và nước chúng ta sẽ chỉ được đề cập đến như là một tỉnh phía nam của Trung Cộng. Những tưởng cơn ác mộng bị Cộng sản nhuộm đỏ đã trôi qua, bởi sau 9 năm miệt mài với đất nước, chung vui với hạnh phúc và đau khổ với toàn dân, Cộng sản như đã bị tan bay trong mọi ngõ ngách ở miền Nam. Nhưng đến năm 1962, ông Diệm lại phải nói với người Mỹ rằng, các ông nên nhớ rằng, trên đất nước tôi trong 4.000 năm lịch sử, không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy, ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này, chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Ai cũng biết, tất cả mọi người thuộc mọi thành phần trên đất nước Việt Nam ấy đều biết. Hơn thế biết rất rõ, danh tánh của ông Ngô Đình Diệm như một ánh sao định mệnh gắn chặt vào dòng lịch sử Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20. Chỉ tiếc, có một định mệnh nghiệt ngã đã đến trên quê hương này, và ánh sao ấy chỉ vừa đủ lóe sáng lên bầu trời như một dấu chỉ hoàn mỹ để vụt tắt, thay vì chiếu rạng dài lâu. Đến nay, hơn 60 năm sau chuyến đi của ông, đã có nhiều chuyển rời khác thường xảy ra trên đất nước Việt Nam. Trước hết, niềm mơ ước của ông cũng như ước mơ được tự do, độc lập và công lý của dân tộc trong ngày hòa bình đã không đến. Trái lại, ở đó là một cái cùm đỏ của Cộng sản do Hồ Chí Minh đem vào. Nó đã khóa chặt mọi người Việt Nam vào trong cảnh rên xiết cơ hàn từ hơn 40 năm nay. Ở đó đã không còn tự do, độc lập, nhân bản, nói chi là đến công lý. Hãy hỏi xem, đây là hình phạt do định mệnh khắc nghiệt gửi đến cho nhân dân nước Việt Nam, hay nó là kết quả được khơi nguồn từ cuộc phản bội của những kẻ nhận tiền làm đảo chánh và giết hại ông trong biến cố ngày 1 Tây tháng 11 năm 1963. Xem ra với khoảng cách từ năm 1963 đến nay, người ta đã có đủ thời gian và bằng chứng để minh chứng hay nhận định, đánh giá chuẩn xác về vai trò của ông đối với quốc gia và quốc dân Việt Nam trong thời gian ông tại nhiệm. Đồng thời cũng có đầy đủ những lý lẽ để soi tỏ mọi góc cạnh khi nhìn về công trạng của cái tập thể gọi là Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Dương Văn Minh đóng vai trò chủ trì và nhận 3 triệu bạc Việt Nam thời bấy giờ để sát hại ông. Tiếp đến, người ta cũng có đủ những chứng minh cặn kẽ về vai trò của Thích Chí Quang, tên tự là Phạm Văn Bồng, sau đổi là Phạm Quang, một đảng viên Đảng Cộng sản được Tố Hữu đứng ra kết nạp, đã đẩy Phật giáo Ấn Quang vào trong các cuộc biểu tình bạo động trước và sau năm 1963 để đưa một Nam Việt Nam như một con rồng Á Châu đi đến nghiệt ngã, rách nát và đổ vỡ toàn diện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ra sao. Cuối cùng, sau hơn nửa thế kỷ, những người của hôm nay đã có thể nhìn rõ chân tướng của từng cá nhân, từng sự việc cũng như những dư âm chua chát hay những đảo điên bất thường trong lịch sử của Việt Nam do những kẻ có thể bị lên án là phản dân hại nước từ cả hai phía tạo ra. Đồng thời, người ta cũng có thể nhìn và đánh giá một cách chính xác về vị trí, thế đứng của Tổng thống Diệm trong dòng lịch sử Việt Nam hơn là những cái thùng loa chảo vỡ hôm nào múa rối. Đôi dòng tiểu sử. Tổng thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của cụ nhiếp chánh đại thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân,
Tổng thống là người con thứ tư trong gia đình có 6 trai và 3 gái. Năm 1923, ở tuổi 22, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi tri phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1929, ông được bổ nhiệm làm tuần vũ tỉnh Bình Thuận. Năm 1932, khi vừa 31 tuổi, ông được bổ nhiệm làm thượng thư bộ lại, tương đương chức vụ thủ tướng. Trong thời gian này, ông được bầu làm tổng thư ký ủy ban cải cách. Ông đề xướng hai điều. Một là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo hòa ước Giáp Thân năm 1884. Hai là cho Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề liên quan đến sinh hoạt của đất nước nhằm canh tân lối cai trị cũ. Vì không được chấp nhận, ông từ chức ngày 12 tháng 7 năm 1933. Năm 1933, ông vào Sài Gòn cùng với Nguyễn Phan Long, Lê Văn Kim tổ chức phong trào trí thức miền Nam và Trung Kỳ, vận động chính giới Pháp tại Paris để đòi truất phế quan toàn quyền Đông Dương Pierre Pasqui. Việc không thành, ông bị Pasqui trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại Quảng Bình. Tuy nhiên, sau cái chết của Pasqui năm 1934, viên toàn quyền mới là Eugene Huni Hoban đã phục hồi tước vị cho ông và để ông về dạy trường Thiên Hữu do anh trai Ngô Đình Thục làm giám học. Thời kỳ 1934 đến 1944, ông tham gia thành lập và lãnh đạo Đảng Đại Việt Phục Hưng chống Pháp. Tháng 7 năm 1944, ông Ngô Đình Diệm trốn vào Sài Gòn với sự giúp đỡ của hiến binh Nhật vì bị Pháp theo bám. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Bộ Tư lệnh Nhật ở Đông Dương đảo chánh, lật đổ nhà cầm quyền Pháp. Đại sứ Nhật Yokohama yêu cầu vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam độc lập trong khối Đông Nam Á. Với tình hình mới, nhà vua mời ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Ông đã từ chối và cụ Trần Trọng Kim được đề cử thành lập nội các. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh. Việt Minh lợi dụng cuộc biểu tình của học sinh công chức Hà Nội ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim. Chúng đã tổ chức cướp chính quyền vào ngày 18 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Sau đó, Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ông Ngô Đình Diệm trên đường từ Sài Gòn trở lại Huế đã bị Việt Minh bắt tại Tuy Hòa và đưa ra Quảng Ngãi. Sau đó, Hồ Chí Minh đã mời ông Diệm hợp tác với chính phủ, nhưng ông đã cương quyết từ chối. Khi ông bị giam tại Tuyên Quang do áp lực của Đảng Phái Quốc gia và Phó Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng, ông đã được trả tự do. Năm 1948, ông Ngô Đình Diệm lại từ chối lời mời thành lập chính phủ của cựu Hoàng Bảo Đại. Sau đó, ông xuất ngoại, đi vận động ngoại giao tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, v.v. Vì tình hình chiến sự suy sụp mau chóng sau khi thất thủ tại Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, Pháp muốn rút lui nên đồng ý trao trả độc lập cho Việt Nam. Trước tình thế bi đát, đất nước có thể bị chia hai, Bảo Đại đã kêu gọi lòng ái quốc và trách nhiệm của ông trước sự tồn vong của dân tộc. Ông nhận lời vào ngày 19 tháng 6 năm 1954, đúng 31 ngày trước khi Hiệp định Geneva chia cắt hai miền Nam Bắc đất nước ra đời. Ngày 24 tháng 6 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm về nước thành lập chính phủ. Hội nghị Geneva vào mùa hè năm 1954 đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có câu chuyện về chiến sự tại Việt Nam. Kết quả, Pháp chấp nhận thua cay đắng sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy thế, Việt Nam cũng phải chấp nhận một cay đắng ngàn lần đau thương hơn Pháp, đó là đất nước này bị chia ra làm hai vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Họ đã lấy con sông Danh để làm ranh giới phân chia hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Từ đây hai phần đất nước có hai chính phủ hoàn toàn đối nghịch nhau. Phía Bắc do Hồ Chí Minh lãnh đạo theo chủ thuyết Cộng sản, miền Nam với sự ra đời của chính phủ Ngô Đình Diệm theo thể chế Cộng hòa. Vào lúc ấy, hầu hết các quan sát phương Tây đều cho rằng Nam Việt không thể đứng vững và đương đầu với Cộng sản. Đã thế, nhiều người còn cho rằng cái khoảng thời gian ấy không chừng chỉ là đôi ba tháng hoặc nửa năm. Lý do, ngoài đôi bàn tay trắng, miền Nam còn bị chồng chất lên những đa đoan như nạn xứ quân và cuộc di cư của người miền Bắc tràn vào Nam. Tất cả đều cho rằng không ai có thể gánh nổi cái gánh quá nặng này. Những nhận định này được coi là chuẩn mực vào thời gian ấy. Bởi lẽ, phía nội bộ,
khi nhận gánh trách nhiệm làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ông không có chút thực quyền nào đối với các lực lượng quân đội cũng như cảnh sát đang nằm dưới quyền của hai viên tướng là Nguyễn Văn Hinh và Lê Văn Viễn, tức Bình Xuyên, do Pháp hỗ trợ. Đã thế, hai lực lượng này còn liên minh với nhau nhằm chống lại ông. May thay, trong lúc khó khăn này, ông bắt đầu nhận được nhiều sự hậu thuẫn ở trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã gửi công hàm cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cho biết từ đây chính phủ Việt Nam sẽ nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ thay vì phải thông qua nhà đương cục Pháp. Nhờ những hỗ trợ này, chỉ sau vài tháng nắm quyền thủ tướng, vào tháng 12 năm 1954, ông đã bãi bỏ quyền phát hành giấy bạc của Ngân hàng Đông Dương do Pháp quản trị. Thay vào đó, giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ miền Nam sẽ do Ngân hàng Việt Nam mới thành lập phát hành. Tiếp theo, ông yêu cầu chính phủ Pháp phải trả lại quyền kiểm soát quân đội cho Việt Nam. Về sự kiện thu phục Trình Minh Thế, Trình Minh Thế sinh năm 1922, một số tài liệu viết là Trịnh Minh Thế là một người theo chủ nghĩa quốc gia và là một tướng lãnh quân sự tài ba trong thời gian cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu cuộc chiến tranh quốc cộng Việt Nam. Vào tháng 6 năm 1951, Trình Minh Thế chính thức rời khỏi hàng ngũ giáo phẩm Cao Đài với chừng 2.000 người và thành lập lực lượng lấy tên là Liên minh chủ trương chống cả Việt Minh và Pháp. Tháng 9 năm 1954, Đại tá Lansdale, phái bộ Mỹ, và cố vấn Ngô Đình Nhu phát hiện tướng Nguyễn Văn Hình, Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia, đang tiến hành âm mưu lật đổ Thủ tướng Diệm. Cùng lúc đó, quân Pháp nhận nhiệm vụ phong tỏa các lực lượng Cao Đài định tiến vào Sài Gòn giải nguy cho Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, lực lượng liên minh của tướng Thế đã bất chấp khó khăn, họ đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Diệm và tiến binh vào bảo vệ Sài Gòn. Từ thời điểm này, Nguyễn Văn Hinh dần mất binh quyền. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 năm 1955, tình hình tại Sài Gòn trở nên rất căng thẳng. Lý do là Thủ tướng Diệm kiên quyết tiêu diệt lực lượng vũ trang đối lập. Ông ra lệnh đưa các đơn vị trung thành, gồm 3 tiểu đoàn Nùng, rồi 2 tiểu đoàn Dù dưới quyền đại tá Đỗ Cao Chí, vào chấn đóng trong lòng Sài Gòn. Nhờ các đơn vị này, cộng với số binh sĩ của tướng Trịnh Minh Thế Cao Đài, đại tá Nguyễn Văn Huê Hòa Hảo và thiếu tá Nguyễn Văn Đầy Hòa Hảo, làm cho cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phía chính phủ. Bộ mặt Sài Gòn dần đổi khác. Vụ dẹp loạn sứ quân. Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn, sinh năm 1904, là tên của một tên cướp lừng danh trước năm 1945, về sau tham gia tổ chức lực lượng vũ trang chống Pháp. Kế đó, trở về hợp tác với chính quyền Bảo Đại, Bảy Viễn cũng là thủ lĩnh của lực lượng Bình Xuyên chống đối và bị ông Ngô Đình Diệm dẹp tan vào năm 1955. Trước đó, vào khoảng tháng 5 năm 1946, tướng Nguyễn Bình, tư lệnh Việt Minh tại Nam Bộ, ký quyết định phong Bảy Viễn làm khu bộ phó chiến khu 7. Mục đích của cuộc mua chuộc tướng cướp này đó là tách Bảy Viễn ra khỏi vị trí trực tiếp chỉ huy lực lượng Bình Xuyên. Chuyện không thành, sau này khi về hợp tác với Pháp, Bảy Viễn được tướng Du La Tour gắn lon đại tá. Năm 1952, Bảo Đại phong Bảy Viễn cấp bậc thiếu tướng. Từ năm 1948, dưới sự đồng thuận của Pháp, lực lượng Bình Xuyên kiểm soát nhiều sòng bài, nhà thổ, tức gái mãi dâm, cùng với những thương cuộc lớn nhỏ khắp vùng Sài Gòn chợ lớn, trong đó phải kể đến Casino Đại Thế Giới, Casino Kim Trung, Bách Hóa Nouveau Cartinat. Sau Hiệp định Geneva, Bình Xuyên trở thành một sứ quân cát cứ trong quân đội quốc gia Việt Nam. Đến tháng 9 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm cử Đại tá Dương Văn Minh thay tướng Trịnh Minh Thế, mở chiến dịch Hoàng Diệu, truy nã Bình Xuyên ở rừng Sát. Quân Bình Xuyên bị tiêu diệt. Lê Văn Viễn đào tẩu sang Campuchia, rồi lưu vong sang Pháp. Chiến cuộc tạm lắng. Một cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 10 năm 1955 đã chấm dứt chính thể quốc gia Việt Nam. Chính thể mới, với tên là Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 và ông được bầu làm Tổng thống sau đó. Hai năm sau,
ông đi Hoa Kỳ, Tổng thống Dwight Eisenhower đích thân ra tận phi cơ đón chào với 24 phát súng đại bác theo nghi lễ. Tổng thống Eisenhower đã ca ngợi Tổng thống Diệm là Churchill của châu Á. Tổng thống Diệm đã đến thăm và đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Ông đã được tất cả nghị sĩ đứng dậy vỗ tay nhiều lần, đặc biệt khi ông xác minh rằng nếu Hồng quân Trung Hoa muốn vượt vĩ tuyến 17, biên giới của thế giới tự do gồm cả Hoa Kỳ sẽ là vĩ tuyến 17 do Việt Nam Cộng Hòa chấn đóng. Quý vị vừa nghe xong phần 1 của bài viết có tiêu đề Tổng thống Ngô Đình Diệm và con đường giang dở, bài viết của tác giả Bảo Giang. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo. Tổng thống Lyndon B. Johnson tin rằng người tiền nhiệm John F. Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng tin AP dẫn tài liệu mới được giải mật đưa tin hôm 27 tháng 10. Hãng tin này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Ông Helms khi đó nói, tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này từ đâu. Ông Diệm và em trai đã bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên thuyết Johnson được đưa ra. Một cuốn sách của tác giả Max Holland có tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy, trong đó trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, Johnson được cho là đã nói rằng ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi. Một tháng trước khi ông Diệm bị ám sát, các tướng lĩnh miền Nam đã lên kế hoạch đảo chính, nói với CIA rằng họ sẽ lật đổ chính phủ nếu họ có thể yên tâm rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, và ông Kennedy nói với họ rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, theo lời của ông Hughes. Theo AP, ông Hughes, người cũng đang viết một cuốn sách về vụ ông Diệm bị ám sát, nói rằng một cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục cho dù ông Kennedy có khẳng định rằng ông Diệm sẽ an toàn hay liệu Tổng thống để mặc cho các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam quyết định muốn làm gì thì làm. Một trong những hồ sơ có thể làm sáng tỏ nghi vấn đó là một báo cáo của CIA về sự can dự của chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc đảo chính ông Diệm. Dữ liệu này ban đầu dự kiến được giải mật hôm 26 tháng 10, nhưng vẫn còn nằm trong số hàng trăm hồ sơ mà ông Trump chưa công bố. Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 nói rằng ông đã ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông viết trên Twitter, sau khi tham vấn nghiêm ngặt với tướng Kelly, CIA và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ JFK, ngoại trừ tên và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống. Ông nói tiếp rằng ông thực hiện hành động này vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ truyền thuyết âm mưu nào. Thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam thực hiện cuộc đảo chánh làm sụp đổ chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính Hòa hỏi chuyện một số nhân chứng của thời điểm ấy 50 năm về sau. Nửa thế kỷ đã trôi qua từ ngày bùng nổ cuộc đảo chánh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lật đổ vị Tổng thống của nền đệ nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Cuộc đảo chánh kết thúc đẫm máu với cái chết của ba anh em gia đình Tổng thống. Hồi tưởng lại thời điểm 50 năm trước, nhà báo Trần Phong Vũ vào thời điểm tháng 11 năm 1963 đang dạy học và làm việc tại Đài Phát thanh Sài Gòn, hiện đã về hưu và sống ở miền Nam California. Và anh cũng hiểu rằng cái thế hệ chúng tôi là cái thế hệ mà di cư từ miền Bắc vào miền Nam, vào cái lúc chúng tôi vừa bắt đầu bước vào cái tuổi để được gọi như là cũng đã trưởng thành rồi. Năm đó là năm mà tôi đã 22 tuổi từ miền Bắc vào Sài Gòn. Vào năm 1954, trước cái nạn nước bị chia đôi lúc bây giờ đó,
thì nói chung tất cả những cái giới trẻ thời đó, nếu mà anh theo dõi tất cả những cái cao trào của cái đám sinh viên học sinh di cư từ miền Bắc vào miền Nam thời đó, rồi sau đó được tập trung lại và được giúp đỡ rất là nhiều để có thể trở lại cái con đường học vấn. Về phía quần chúng thì được ổn định lại một cái đời sống rất là khó khăn của những cái người bỏ hết lại tài sản ở miền Bắc vào miền Nam. Lúc bây giờ rồi với một con số cả triệu người như thế, thì tôi nghĩ rằng trong tâm thức tất cả những cái người miền Bắc và miền Nam ấy đều mang một cái ấn tượng rất là tốt về cái vị lãnh đạo thời đó, tức là vị tổng thống đã từng, người đã từng thiết lập các cái nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm gắn bó rất nhiều với cộng đồng Công giáo di cư từ miền Bắc. Một người Công giáo khác là Linh mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm của cuộc đảo chánh, hãy còn là một thiếu niên hồi tưởng về sự kiện ngày 1 tháng 11 năm 1963. Vâng, tôi xin nói ngay bởi vì đó là một cái ấn tượng của tuổi thơ của tôi. Dạ vâng. Khi đó tôi học lớp cuối năm tiểu học, nhà cuối năm tiểu học. Gia đình tôi rất là kính trọng và quý mến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cha tôi phục vụ trong bộ máy của chính quyền, tuy rằng là với một cái nhiệm vụ nhỏ thôi, trong công chức thôi, nhưng mà cái ấn tượng của chúng tôi là những năm tháng được sống rất là hòa bình, rất là sung túc và rất là hạnh phúc. Khi nghe tin chế độ đệ nhất Cộng hòa sụp đổ và Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giám sát, bị giết chết, gia đình chúng tôi rất là đau lòng. Tôi nhớ lúc ấy mẹ tôi cùng với một vài người chị em quen biết đã ngồi lại với nhau và đọc kinh cầu nguyện cho cố tổng thống và đã khóc rất là nhiều. Lúc đấy chúng tôi còn thơ trẻ, nhưng mà cái đó cái ấn tượng để lại cho chúng tôi là một cái gì nó mất mát rất là lớn, và sau này khi tôi lớn lên thì tôi vẫn cảm nhận được sự mất mát đó. Tôi vẫn nhớ lại cái cuộc sống bình an, từ một cuộc sống được yên lành, và những gì mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là những người cộng tác với ngài đã xây dựng cho cái miền Nam Việt Nam này. Sự tiếc thương đó của những người Công giáo kéo dài cho đến 50 năm sau. Những buổi lễ tưởng niệm ngày mất của cố Tổng thống được các cộng đồng Công giáo hải ngoại tổ chức hàng năm. Song cũng có những tiếng nói khác. Một viên chức cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hiện sống ở Hoa Kỳ, không muốn nêu tên, thì lại nói rằng dù cái gì diễn ra đi nữa, thì việc sử dụng vụ số 10 đối với cộng đồng Phật giáo như một sự kỳ thị vào nửa đầu năm 1963 là không thể chấp nhận. Trong một quốc gia mà cộng đồng Phật giáo là đa số. Ông nói tiếp rằng những tranh cãi nhau về sự kiện này giữa những người Việt không cộng sản với nhau vẫn còn. Nhà báo Trần Phong Vũ nói về sự tranh cãi này. Có thật, cái đó là vì có thật. Có lẽ là do một cái tâm thức chung của người Việt Nam. Nếu mà đứng một cách công bằng mà nói thì cái phản ứng đó cũng là cái phản ứng dễ hiểu thôi. Là bởi vì cái nhìn của những người Việt Nam chúng ta đó, nhất là không có được những cái dữ kiện trong tay một cách đầy đủ. Thành ra nhiều khi người ta bị một cái thiên kiến nào đó, thành ra mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Và rồi thì cũng do những cái quan điểm khác nhau về cái vấn đề đấu tranh đó, thì người ta cứ dành mọi thứ về phía mình để mà bênh vực. Và vì vậy cho nên nó đã đưa tới những cái sự tranh cãi. Trong khi đó, Linh mục Phạm Trung Thành từ thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến của ông rằng nên tha thứ. Tôi không muốn và không quan tâm đến chuyện ai và những gì từ những cái nguyên nhân nào, hoặc là ai đã giết ngài, ai đã làm khổ trong cuộc đời của ngài. Tôi lại nhìn dưới cái nhìn của tin mừng của một tu sĩ. Tôi cảm thấy rằng là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đi qua đường khổ giá, đã hy sinh, và tôi thấy ngài một lòng vì yêu mến Thiên Chúa, muốn trung thành với Thiên Chúa và yêu mến giáo hội, yêu mến đất nước, yêu mến dân tộc. Và tôi thấy là đó không đường khổ giá mà Tổng thống đã phải trả giá. Còn những ai làm gì và ra sao thì thú thật là tôi có đọc, tôi có nghiên cứu, tôi có xem. Nhưng mà tâm hồn của tôi thì lời Chúa lại bắt tôi phải tha thứ, phải cầu nguyện và phải cảm thông. Chúng tôi không dám có một tôi, bản thân tôi không dám có một cái nhận định nào mà nó nặng nề hoặc là nó tiêu cực về phía đó. Liệu lớp bụi thời gian 50 năm
có làm tan đi được sự tranh cãi. Khoảng cách nửa thế kỷ có làm cho sự cảm thông của linh mục Phạm Trung Thành lan tỏa. Bản tin thứ 5 cùng Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ đài BBC London xin kính chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, cách đây tròn 54 năm ngày 2 tháng 11 năm 1963, Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa ông Ngô Đình Diệm và bảo đệ là cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính và diễn biến chính trị chấn động miền Nam Việt Nam và dư luận quốc tế vào thời điểm đó. Mới đây thì chính quyền Hoa Kỳ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump đã giải mật nhiều tài liệu liên quan vụ ám sát của Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, người cũng bị ám sát chỉ sau cái chết của hai anh em ông Diệm và ông Nhu khoảng 3 tuần lễ. Trong đó thì có một số chi tiết được cho là có thể giúp soi sáng thêm vào sự kiện cuộc đảo chính và cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bảo đệ. Đây cũng là chủ đề của bàn tròn tuần này của BBC Việt ngữ và tham gia bình luận phân tích. Nhân đánh dấu 54 năm sự kiện này, chúng tôi trân trọng giới thiệu các khách mời của chương trình. Đó là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà bình luận phân tích thời sự chính trị từ California, Hoa Kỳ. Cũng từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Bùi Văn Phú, nhà báo tự do. Ông đồng thời là một giảng viên tại Đại học và Cộng đồng ở California, Hoa Kỳ. Tiếp theo, chúng tôi còn có sự tham gia của ông Bùi Tín, là nhà báo tự do từ Paris của nước Pháp. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin phép dành cho các vị khách là thưa các ông, 54 năm nhìn lại vụ đảo chính và cái chết của các ông Ngô Đình Diệm và các ông Ngô Đình Nhu. Đương nhiên là liên kết với những cái thông tin được cập nhật mới đây, chẳng hạn như là trong việc giải mật gần nhất của chính phủ Hoa Kỳ, thì những câu hỏi chính nào của lịch sử vẫn còn đang được đặt ra tới nay và người ta đã có lời giải đáp chưa, giải đáp thế nào, đã thỏa mãn hay chưa, đáp ứng hay chưa, thì chúng tôi xin phép mở đầu bởi nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa, xin kính mời ông. Vâng. Cảm thấy Ngô Đình Diệm mà tôi cho nó là cái vấn đề chính trị, còn cái vấn đề của Tổng thống John Kennedy của Mỹ đây, tôi cho nó là một cái vấn đề nó hơi gấp rối khác. Vì tại sao không có giải mật một số những cái chi tiết về cái vụ ám sát của ông ngày 22 tháng 11 năm 1963? Hai vấn đề nó hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên đó là tại vì cả hai vị tổng thống đó đều có những cái liên hệ với nhau và nó trực tiếp nó liên hệ đến cái cuộc chiến Việt Nam, thì chúng ta có thể phân tích cái điều đó. Về riêng về cái vụ đảo chính mà lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm và dẫn đến cái chết của ông với bảo đệ, đây là cách đây đúng 54 năm, vào cái ngày 2 tháng 11 năm 1963 đó, thì tôi cho rằng là đấy là một cái tai họa không chỉ cho nước Việt Nam mà nó tai họa cho cả cái cuộc chiến của Hoa Kỳ mà tham dự vào Việt Nam, và nó dẫn đến cái kết quả năm 1975. Và đây tôi cho rằng là nó là một cái sai lầm lớn lao nhất của nước Mỹ, và nó là cái bước ngoặt quyết định về cái hậu quả của cuộc chiến đó. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi xin được mời nghe ý kiến của nhà báo Bùi Văn Phú ạ. Nhận xét của tôi thì cái việc đảo chính ông Ngô Đình Diệm và sau đó một ngày sau đó là vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông Diệm, tổng thống Diệm và người bảo đệ là ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị giết đó, thì lúc đó cái hoàn cảnh chính trị của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á không phải chỉ có một nước Việt Nam hay là miền Nam Việt Nam, tức là nước Việt Nam Cộng Hòa có một nhà cai trị mà gọi là có thể mang tiếng gọi là độc tài hoặc là gia đình trị. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn chung quanh các nước Đông Nam Á thì Nam Triều Tiên hay là bên Indonesia hay bên Philippines hay là ngay cả Đài Loan cũng đều dưới sự cai trị của những cái người lãnh đạo độc tài từ Park Chung Hee tới Sukarno, hay là bên Đài Loan có Tưởng Giới Thạch và bên Philippines thì có Ferdinand Marcos. Họ đều là những người độc tài và cũng là những cái nước có quan hệ thân thiết với Mỹ. Nhưng mà tới nay tôi vẫn chưa hiểu được là tại sao đối với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm thì nước Mỹ lại muốn là phải loại bỏ ông ấy ra khỏi chính trường vì những chính sách
họ cho là độc tài về đối với vấn đề tôn giáo hoặc là vấn đề cai trị đất nước. Cái chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 không phải là lần đầu tiên đã có cuộc đảo tránh. Trước đó mấy năm, vào ngày 11 tháng 11 năm 1960 thì chính một tướng khác của Việt Nam là tướng Nguyễn Chánh Phi cũng đã thực hiện một cuộc đảo tránh nhưng không thành công. Thì tôi thấy cho tới giờ tôi vẫn chưa có thể hiểu được là tại sao người Mỹ lại muốn loại bỏ chế độ Ngô Đình Diệm. Đó là ý kiến của tôi. Vâng, xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của nhà báo Bùi Văn Phú, và chúng tôi xin được nghe cái góc nhìn của nhà báo Bùi Tiến từ Paris của nước Pháp. Tôi nghĩ là cái đảo chính và cái sát hại Tổng thống Diệm với bảo đệ là Tổng thống và ông Nhu đó là một cái biến chuyển rất là quan trọng. Có thể nói là chính cái sự kiện đó đó, nó làm thay đổi hẳn cái tình hình ở miền Nam. Tức là sau đó thì là cái tình hình ở miền Nam là mất ổn định. Về quân sự mất ổn định, về chính trị mất ổn định. Thế và cái nguyên nhân của cái cuộc đảo chính đó thì tôi nghĩ rằng là đến từ người Mỹ. Tức là Kennedy là không hài lòng về ông Diệm. Không hài lòng về nhiều lý do. Không hài lòng thứ nhất là về mặt chính trị là có những cái mâu thuẫn về tôn giáo. Cho nên là cái tình nó xáo trộn không được bình thường. Hai nữa là về con mắt của người Mỹ nhìn về quân đội của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì họ thấy là dù sao cái quân đội đó vẫn là yếu. Yếu vì cái nguyên nhân khách quan là hầu hết các tướng lĩnh là đều được đào tạo từ Pháp. Từ ông cao nhất là trước đó là ông Thiệu, rồi sau này là từ Khiêm, rồi ông Viên, rồi sau này ông Khánh, vân vân. Tất cả là cái lò đào tạo là lò của Pháp, mà cho là cái lò đó là lò của thực dân Pháp. Cho nên là quân đội là không được tinh nhuệ, tác chiến không có hiệu quả. Và một số tướng trẻ đó mà không phải từ Pháp đào tạo thì chưa kịp trưởng thành. Thì tôi nghĩ là do đó mà họ nghĩ là có lẽ thay ông Diệm thì tốt hơn. Và ông Diệm cũng có, tuy là cái chế độ đó bây giờ nhìn lại thì nó có những cái điểm tốt, như là cải cách ruộng đất, cũng có cái dân chủ nào đó, nhưng mà cũng có những cái mặt không tốt, như là cái biểu thiện của gia đình chị, của ông Nhu với của bà Lệ Xuân, hay là cái biểu hiện của cái đấu tranh về tôn giáo, và cũng như tôi nói đấy, cái biểu hiện về quân sự là chưa được có một cái quân đội thật sự là thiện chiến và đáp ứng với tình thế. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của nhà báo Bùi Tín từ Paris của nước Pháp. Thưa quý vị, lúc này nếu quý vị vào trang gọi là website của BBC tiếng Việt tại địa chỉ là bbcvietnamese.com của chúng tôi, thì quý vị sẽ thấy ở trên đầu trang đấy có một cái bài mới lên, là bài Nhà Ngô thứ nhì nằm xuống loạn lạc nổi lên của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Tác giả so sánh triều Ngô Xương Văn sụp đổ dẫn tới loạn 12 sứ quân và cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. Ở dòng đầu tiên của bài viết này đấy, khổ đầu tiên, thì tác giả Nguyễn Tiến Hưng viết như sau: năm 1963, khi vua Ngô Xương Văn tự là Nam Tấn Vương bị sát hại, Việt Nam rơi vào cảnh hỗn loạn thập nhị sứ quân. Trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim viết: thế lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giã nổi lên khắp mọi nơi, Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đánh giặc ở hai thôn Thái, Bình không may bị tên bắn chết. Sau khi vua Ngô Xương Văn chết đi, thì lúc bấy giờ trong nước có cả thầy 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến hơn 20 năm. Trong số này có tướng của thời nhà Ngô tên là Đỗ Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ xưng là sứ quân. Năm 1963, đúng 1.000 năm sau, một nhà Ngô nữa bị sát hại và cảnh thập nhị sứ quân lại tái diễn. Tướng Charles de Gaulle đã từng nói: après moi
The Deluge, tức là sau ta là Hồng Thủy. Tuy không nói ra, nhưng chắc Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã nghĩ sau ta là bão tố. Thưa quý vị, trở lại với chương trình bàn tròn trực tuyến hôm nay, chúng tôi xin phép được hỏi tiếp và hỏi thẳng luôn các quý vị ở đây một vài câu hỏi. Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa và các vị khách, theo ông thì tướng Bích Minh, tức là Dương Văn Minh, có vai trò thế nào trong vụ ám sát vào đảo chính của ông Ngô Đình Diệm? Xin kính mời ông. Cái chi tiết đó về sau thì đã có được trình bày về cái việc mà ông Dương Văn Minh với lại một số tướng lãnh khác đó đảo chính ông Diệm. Mấy ông tướng đó đã không thể làm được việc đó nếu mà không có cái sự cổ suý giúp đỡ của Hoa Kỳ. Thì tôi trở lại cái câu mà nhà báo Bùi Tín đã vừa mới trình bày đó đó. Thì tôi cho rằng là cái vấn đề căn bản nó không nằm ở chỗ ông Ngô Đình Diệm. Tại vì đừng quên rằng là trước đó ít lâu đó, đó ông đã được là quốc khách của nước Mỹ mời qua Hoa Kỳ. Và đã được báo chí Hoa Kỳ đó, đó là coi ông như là một nhân vật lãnh đạo xuất sắc của Á Châu. Chúng ta đừng quên cái chuyện đó. Cái vấn đề nó nằm ở trong cái chính sách của nước Mỹ. Nước Mỹ đó, đó là lúc đó đang ở trong cái thời chiến tranh lạnh và đang có cái chủ trương gọi là bè bờ ngăn chặn cái sự bành trướng của Cộng sản. Mà sau đó đó, đó thì ngay dưới quyền của chính quyền của Kennedy đó, đó họ lại còn chủ trương. Và cái điều mà chúng ta đã thấy sau này tại nước Mỹ đó, khi mà can thiệp vào quốc gia khác đó, lại nghĩ đến cái việc đó là phải xây dựng quốc gia và phát huy cái gọi là chủ nghĩa dân chủ, tinh thần dân chủ. Chúng ta đều vừa rồi nói đến, nghe đây đều nói đến hết tất cả cái tình trạng gọi là thiếu dân chủ của chế độ Ngô Đình Diệm. Và chúng ta có một số những cái tiền lệ song song đã xảy ra cùng một thời đó, đó giống như là vừa rồi một vị đã nhắc đến cái thiếu của Đài Loan, Nam Hàn vân vân gì đó. Cái vấn đề chính đó là Việt Nam ở trong Nam đó, đó là lần đầu tiên kể từ năm 1883 cho đến sau này đến 1954-56 đó, đó mới lần đầu tiên có một cái quốc gia tương đối độc lập và chỉ trên một nửa lãnh thổ không thôi. Và cái tiêu chuẩn về dân chủ giống như là người Mỹ suy nghĩ một cái cách nông cạn đó, đó nó không thể nào nó áp dụng cho các cái quốc gia khác, nhất là ở cái vùng châu Á mà đang ở trong cái thời kỳ mà ở dưới cái áp lực của cả một cái khối cộng sản bành trướng mà không ai nói đến cái chuyện có dân chủ hay không dân chủ ở tại miền Bắc, ở cái nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc chẳng hạn. Khi mà đặt ra theo cái tiêu chuẩn đó đó như vậy đó đó thì nước Mỹ đó đó là đã cháo bài, đã đưa ra đặt sai một cái về cái cuộc chiến đó. Cái việc thứ nhì nữa đó là cái sự nông cạn của chính quyền Kennedy và một số giới chức toàn là những cái người đại trí thức ở chung quanh trong ban tham mưu của ông ấy đó. Họ nhìn cái vấn đề đó, đó nó khác và nó đưa ra những cái quan điểm sai lạc cho ông ấy. Và bản thân chính Tổng thống Kennedy đó cùng với lại cái ông đối thủ chính trị của ông ở bên Đảng Cộng Hòa là ông Henry Cabot Lodge, rồi về sau được ông Kennedy đó đưa qua Việt Nam làm đại sứ đó, đó là đã có muốn lật đổ cái chính quyền Ngô Đình Diệm rồi. Sau này đó, đó người ta tạo ra, người ta thổi phồng những cái khó khăn dễ hiểu của miền Nam lúc đó vào cái lúc đó. Ví dụ như là cái vấn đề Phật giáo chẳng hạn. Giờ Đặng này đi tìm ra một cái lý cớ mà lật đổ ông Diệm. Và ông Kennedy còn gian trá khi nói rằng là ông ấy rất tiếc là cái công điện của ông Roger Hinsman ngày 24 tháng 8 năm 1963 đó đã là gửi qua. Thì lúc bây giờ là ông không có mặt tại thủ đô thành ra để xảy ra chuyện đó. Sự thật là từ đầu đến cuối đó là chính quyền Kennedy đó, đó là nhìn thấy cái nhu cầu tranh cử của mình, tái tranh cử năm 1964 và cho rằng là phải làm thế nào mà gọi là tạo ra cái hình ảnh của cái sự ổn định đó. Và cuối cùng bật đèn xanh cho một số tướng lãnh, những ông như là Dương Văn Minh quý vị vừa mới nhắc đến đó, đó họ chỉ là những cái lá bài, những cái công cụ cần thiết cho nước Mỹ để giải quyết một cái nhu cầu chính trị của nước Mỹ, nhưng mà nó gây ra cái tai họa cho nước Việt Nam. Tôi xin kết thúc bằng một cái vấn đề như này đấy. Sau 1977, tôi đã gặp được một số những cái người lãnh đạo của Cộng sản ở miền Bắc. Trong đó đó, đó là có những người thân trong gia đình tôi với nói rằng là cái việc mà lật đổ ông Diệm đó, đó là một cái món quà bất ngờ và
là một cái sự tạo ra một cái thế lợi thế không thể tưởng tượng được, là cho cái nhu cầu gọi là bành trướng hay là cái nhu cầu gọi là giải phóng miền Nam lúc đó. Và họ con đó là một cái món quà của ông Kennedy. Và sau này thì tôi vẫn thấy rằng là cái nhận định đó nó là đúng. Cái việc mà lật đổ ông Diệm đó, tôi không nói đến mấy tên mấy cái ông tướng đó, tôi cũng không nói đến cái quân đội Việt Nam hoặc là Việt Nam Cộng Hòa thành hình từ một số sĩ quan đã được đào tạo từ cái thời quân đội Pháp vân vân gì đó. Ông tướng lớn nhất lúc đó là ông Lê Văn Tự chẳng hạn. Nhưng cái chuyện đó, đó nó là cái hoàn cảnh lịch sử của đất nước vào lúc đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lại đó thì mình thấy rằng là cái sai lầm đó nó sai lầm đến từ bản thân chính ông Kennedy. Và cái đó tôi cho rằng là đúng là một cái bước ngoặt, và đó là một cái điều mà tạo ra một cái lợi thế bất ngờ và kinh khủng cho những cái người lãnh đạo cái cuộc chiến từ miền Bắc vào miền Nam. Tôi xin dứt lời. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của nhà báo, nhà bình luận Nguyễn Xuân Nghĩa. Và trước khi chúng tôi mời nhà báo Bùi Tín đấy từ Pháp đấy có cái bình luận để mà xem là có cái góc nhìn từ thời điểm bây giờ đấy, từ phía miền Bắc và Việt Nam đấy, vào cái câu chuyện đấy thì như thế nào, thì chúng tôi xin được nghe nếu có thể được cái bình luận thật nhanh của ông Bùi Văn Phú, là ông đã nghe câu hỏi của chúng tôi và ông cũng vừa mới nghe cái ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, thì không biết là ông muốn có cái bình luận gì hay không ạ. Xin kính mời ông. Theo tôi thì khi chính quyền ở Washington thời đó là John F. Kennedy đã quyết định là phải loại bỏ chế độ Ngô Đình Diệm, thì họ sẽ tìm ra một người nào đó, thì tướng Dương Văn Bích Minh là một người có những bất mãn với chế độ Ngô Đình Diệm vào thời đó rồi, nên họ đã hội ý qua một người tình báo CIA là Lucien Conin, đã thành lập một cái kế hoạch đảo chính công diện và đưa ông ra khỏi chiến trường. Nhưng theo tôi nhìn một cách lớn hơn đó, thì lúc đó còn rất là nhiều vấn đề được bàn ra, là có thể là vì người Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam mà ông Diệm thì là không phản đối chuyện đó, ông chỉ muốn có Mỹ giúp cho có cố vấn và cũng như các phương tiện quân sự và viện trợ kinh tế để bảo vệ miền Nam. Nếu chúng ta nhìn xa hơn một xíu thì sau đảo chánh 1963 cho tới 65 thì người Mỹ đã đổ quân vào Việt Nam vào tháng 8 năm 1965. Khi đó ông thủ tướng là Phan Huy Quát là lãnh đạo của miền Nam thời bây giờ, nhưng mà thực quân lục chiến đã đổ bộ lên Đà Nẵng và chính phủ Mỹ không có hỏi ý kiến của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Theo như lời của cựu đại sứ Bùi Diễm viết trong cái cuốn hồi ký của ông là trong cộng tìm lịch sử, chuyện đó đã xảy ra như vậy, là nước Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng rồi thì Việt Nam mới làm một cái văn thư như là cái giấy mời để mời quân đội Mỹ vào Việt Nam. Nhìn xa nữa thì cũng trong năm đó là ngay ở Cộng hòa Dominican, ngay sát nước Mỹ ở trong vùng biển Caribe, vì lo sợ một cái đảng cầm quyền có thể là theo cộng sản, thì chính quyền của ông Johnson đã cho thủ tướng lục chiến đổ bộ vào nước Cộng hòa Dominican thời đó. Thì theo tôi nghĩ thì là vì ông Diệm không có muốn có sự can thiệp mạnh mẽ của người Mỹ vào Việt Nam. Và sau khi lật đổ ông Diệm, người Mỹ đã làm chuyện đó, thì tôi thấy là cái chính nghĩa nếu mà muốn gọi là chống cộng hoặc là muốn bê bờ để cho chế độ cộng sản, chủ chế cộng sản không thể lan truyền nhiều nữa trên thế giới, thì người Mỹ đã làm như vậy. Đó là ý kiến của tôi. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của nhà báo Vũ Văn Phú từ Hoa Kỳ. Bây giờ thì xin được nghe ý kiến của ông Bùi Tín. Thưa Bùi Tín, trước khi ông trả lời cái câu hỏi của chúng tôi vừa rồi đấy, tức là cái góc nhìn ở miền Bắc Việt Nam, tức là thời điểm bây giờ là ông còn đang làm việc ở miền Bắc Việt Nam, thì nó như thế nào, nhất là của lãnh đạo miền Bắc Việt Nam nhìn được câu chuyện đó. Cũng có những cái ý kiến đấy, họ cho rằng là đã có bằng chứng cho thấy là ông Ngô Đình Diệm đã có những cái gọi là liên lạc đấy với chính quyền ở Bắc Việt Nam, và thậm chí là hai bên đã bước tới những cái bước gọi là thảo luận, có thể là sơ bộ về có thể là một cái thỏa thuận chính trị, và có qua cái trung gian của nước ngoài.
Thì quý vị có thể vào cái bài của ông Nguyễn Tiến Hưng ở BBC Việt ngữ để theo dõi cái đó, vì chúng tôi xin được nghe cái ý kiến của ông Bùi Tín, ông bình luận thế nào về những câu chuyện đó. Phải chăng đó là vì là người ta đọc được là ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu và cái bộ ban lãnh đạo lúc bây giờ của ông Ngô Đình Diệm có động thái đi như vậy, cho nên là người ta đã có cái can thiệp như thế? Tôi thấy là quả thật là có một vài hiện tượng thôi. Ví dụ như là nói là có tặng hoa của nhau, rồi có những cái tiếp xúc ở chiến khu D, rồi có cái trung gian của một đảng ngoại giao của Đông Âu vân vân, nhưng mà tất cả là chưa có một cái quyết định nào của hai bên cả. Đấy chỉ là một cái bước thăm dò sơ bộ rất là nhỏ nhoi thôi. Còn thì lãnh đạo hai bên đều chưa có một cái ý định rõ ràng là bắt tay nhau miền Bắc và miền Nam để hòa giải. Tân tôi nghĩ là đây là chỉ một là câu chuyện nó có thật, nhưng mà chỉ là một cái mầm mống bưng quơ thôi, chứ chưa có một cái gì gọi là thật cả. Theo tôi nghĩ đó, là về mặt tâm lý lúc bây giờ nước Mỹ là sốt ruột vì là cái tình hình ở miền Nam nó càng ngày càng xấu đi, không cải thiện. Họ nhìn thấy ông Diệm là một ông quan lại cũ mà lại là tổng tư lệnh của quân đội đó, thì ông ấy hiểu biết về quân sự ít lắm. Do đó cho nên là về phía Mỹ đó, ông Kennedy đó là sốt ruột. Mà sốt ruột thì thấy rằng là cái khả năng không cải tiến được, cho nên là có ý định là muốn đưa quân đội Mỹ vào để mà thúc đẩy cho tình hình nó cải tiến cho nó nhanh. Nhưng mà không ngờ rằng là khi mà ông Diệm bị ám sát rồi đó, thì cái tình hình chính trị và quân sự của miền Nam là không được cải thiện chút nào. Lý do là vì các tướng là tranh nhau, các tướng không ai phục ai cả. Do đó mà cái chính quyền ông Thiệu đó là về mặt quân sự là không thống nhất được quân đội, và nhất là không cải thiện được tình quân sự. Thì đúng là cái việc mà ám sát ông Thiệu là một cái của quý trời cho miền Bắc nghiêm nhiên mà được. Do đó mà sau cái đó thì miền Bắc họp ngay, và Bộ Chính trị nói đây là cơ hội rất là hiếm có. Miền Nam đang mất ổn định, cho nên quyết định là đưa đại quân vào miền Nam. Trước đó là chỉ đưa chọn từng toán nhỏ những anh em ở miền Nam ra tập kết đưa vào thôi. Nhưng mà sau cái năm 63 đó, là quyết định là đưa hẳn từng tiểu đoàn, từng trung đoàn, và chuẩn bị đưa hẳn từng lữ đoàn và sư đoàn khi mà thời cơ đó có. Thì quả nhiên là đưa vào thì tình hình nó phát triển. Do đó mà đi đến cái Tết Mậu Thân năm 68 mà tấn công được có một vài kết quả. Nhưng mà cũng lại không ngờ cho miền Bắc là cuộc tấn công Mậu Thân lại là thất bại nặng nề lắm. Nặng nề để hậu quả cho đến 2 năm sau vẫn chưa hồi phục được. Vâng. Tôi chỉ nói gọi là cái đảo chính của ông Diệm đó là một cái của trời cho miền Bắc, nhưng mà miền Bắc tận dụng, nhưng mà tận dụng cũng không đạt. Và sau này lại một cái của trời cho ta nữa đó, ngẫu nhiên là gì anh biết không? Là năm 74 là cái sự kiện Watergate, là ông Nixon bị sụp đổ, bị mất chức, cho nên cái lời hứa để mà tiếp sức cho miền Nam đó là cái lời hứa đó là bị bỏ quên mất. Và miền Nam sau trước đó là Mỹ chi tiêu hàng chục tỷ không ngại, mà đến cái ngày cuối cùng đó là chỉ yêu cầu có 700 triệu mà họ cũng không giải ngân. Và lúc bây giờ vì là đã bắt tay với Tàu rồi, cho nên là họ không cần miền Nam nữa. Thì cái này là một cái mà tôi thấy là nó đánh dấu cái chính sách của Mỹ là bỏ rơi đồng minh của mình, chỉ nghĩ đến cái quyền lợi riêng của mình thôi. Vâng, xin cảm ơn cái ý kiến chia sẻ vừa rồi của ông Bùi Tín. Và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn thứ 5, chương trình gọi là tọa đàm trực tuyến, được phát trực tiếp ở trên kênh Facebook Live
của BBC Việt ngữ và ba khách mời của chúng tôi lúc này là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Bùi Văn Phú và ông Bùi Tín thì đang bình luận, phân tích nhân 54 năm nhìn lại cái sự kiện vụ ám sát và đảo chính xảy ra với cố Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm và bảo đệ của ông là ông Ngô Đình Nhu. Trong cái ở đây thì trong chương trình chúng tôi có nhận được một số những cái bình luận được gửi tới trực tuyến của một số các quý vị. Có một số quý vị đây đưa ra một số bình luận như sau. Quý vị tên là Tôm nói là không giết Ngô Đình Diệm, Việt Nam có lẽ đến giờ chưa thống nhất. Ý kiến khác nói rằng, của ông Lê Nam nói rằng dù sao ông, ở đây chúng tôi vẫn có thể hiểu là Ngô Đình Diệm đấy, vẫn là tổng thống đầu tiên, cuộc đời ông vô sản và thông thái. Ý kiến của quý vị là Vũ Đình Phụng thì nói là nước Việt Nam chúng ta là nước nhỏ, nhược tiểu, chỉ là những con cờ của mấy nước lớn gọi là cường quốc đế quốc, thực dân lúc bấy giờ, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc. Buồn, mong sau này thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, thật sự làm cho nước nhà cường thịnh. Ý kiến, một câu hỏi của quý vị tên là Hữu Trọng thì đặt ra là vậy lật đổ ông Diệm là món quà của Kennedy phải không? Một ý kiến khác nữa cũng dưới dạng câu hỏi là của quý vị tên là Phạm Điều thì nói rằng cho đến nay nhiều người đều tin rằng người Mỹ có dính líu đến cái chết của anh em ông Diệm và sau đó nắm quyền chủ động tiến hành cuộc chiến chống cộng đã kết thúc trong thất bại. Vậy người Mỹ đã rút ra được bài học gì trong giải quyết những vấn đề của thế giới đương đại? Không biết là ông Nguyễn Xuân Nghĩa có muốn trả lời cái câu hỏi này của quý vị tên là Phạm Điều không ạ? Tôi sẽ gián tiếp tôi trả lời cái câu hỏi đó đó. Và tôi đưa ra hai cái nhận xét của những cái người tôi xin được gọi là trong cuộc ạ. Nhận xét đầu tiên hết tất cả là chính là của cụ thân sinh cho tôi. Ông là một người kỹ sư và xây cất những cái phi đạo, tức là cái gọi là cái phi trường ạ. Ông làm trong nhà căn cứ hàng không. Và ông ấy vừa mới hoàn tất trong cái dự án mà xây dựng và mới khánh thành vào tháng 3 năm 1963, xây dựng cái phi đạo ở phi trường Tân Sơn Nhất đó. Và lúc đó là coi như là một cái phi đạo lớn nhất của cái vùng Đông Nam Á. Và vì ông làm ở trong nhà căn cứ hàng không ở trong cái khu vực Tân Sơn Nhất đó, thì có một đêm, ông nói là nhiều lần như vậy là 4-5 giờ sáng đó, ông Diệm ông không ngủ được. Ông gọi ông vào, gọi ông cụ tôi vào. Và ông ấy là cái người mà ông để ý đến từng chi tiết một, từng cái dự án, một cái trường học ở chỗ này, cái nhà thương chỗ kia, cái chợ chỗ nọ đó, đó. Ông cứ băn khoăn về cái đó. Thì ông có hỏi ông cụ tôi rằng là người Mỹ đó, đó là họ muốn đổ quân vào Việt Nam. Và cái thứ nhì nữa là họ muốn rằng là có một cái căn cứ làm cái trụ sở của cái tổ chức MACVI, tức là cái tổ chức gọi là cố vấn quân sự của Mỹ đó, và họ muốn lấy cái vùng đất của nhà căn cứ hàng không đối diện với lại cái phi cảng Tân Sơn Nhất. Thì ông kỹ sư nghĩ sao? Thì ông cụ tôi trả lời như thế này: thưa tổng thống, đó là từ nước ngoài đi vào đó, khi mà vào đến phi trường Tân Sơn Nhất đi ra đó thì họ nhìn thấy là đây là cái cửa mà tiếp xúc với cả thế giới. Nếu mà tổng thống để cho người Mỹ đó là xây dựng cái căn cứ và làm cái trụ sở của cái tổ chức quân sự của họ đó ngay đối diện với lại cái phi cảng Tân Sơn Nhất ở bên kia con đường mà về sau nó đi xuống đó là hành cái gọi là đường Công Lý, đường Trạc Đờ Gôn trước đó vân vân gì đó, thì cái chủ quyền, cái hệ thống quốc gia nó không còn gì cả. Thành ra nếu mà tổng thống đã hỏi thì tôi xin đề nghị rằng là họ muốn kiếm chỗ đó, kiếm ở đâu đó, ở bên Gò Vấp hay là Biên Hòa ở đâu đó, chứ không thể nào để chỗ này được. Và cái đó về sau ông cụ tôi có nói rằng là ông Diệm đó là ông yêu nước mà ông để ý đến quá nhiều tiểu tiết, nhưng mà rõ ràng ông là một cái người mà muốn giữ cái chủ quyền và cái hệ thống quốc gia. Cái nhân chứng thứ hai mà tôi đã gặp mà tôi rất thân trước khi ông tạ thế chính là ông Cao Xuân Vĩ. Thì ông có xác nhận rằng là đúng là ông Diệm lúc đó ông có đề nghị với lại bên phía miền Bắc với lại ông Hồ, hai bên cũng có cái giao tiếp với nhau một cách gián tiếp qua chính quyền của Ba Lan đó. Thì ông nói rằng là ông muốn đề nghị với miền Bắc đó là rằng là đừng có cái chuyện mà hai bên chiến tranh với nhau, mà có thể rằng là có cái sự hợp tác trước tiên là về kinh tế, để hai mặt đó là có thể hợp tác về kinh tế và giúp cái kinh tế của miền Nam có thể giúp cho miền Bắc, rồi dần dần đó là giải quyết cái mâu thuẫn
Nam Bắc hay là cái mâu thuẫn quốc cộng đó, đó là trong cái khuôn khổ của Việt Nam. Cái đó thì chính ông Cao Xuân Vĩ ông cũng có nói và về sau này ông cũng trình bày nhiều nơi khác. Thành ra vì vậy mới có thể rằng là đã có những cái cuộc tiếp xúc giữa ông Ngô với lại ông Phạm Hùng của miền Bắc. Lúc bây giờ có thể rằng là ông đang cầm đầu, tôi không rõ làm chi tiết ở phía bên kia, có thể ông Bùi Tiến xác nhận chuyện đó, Trung ương cục rờ vân vân gì đó. Và cái đó thì nó cũng có, và đã cũng đã từng nói đến, và có thể rằng là cái đó nó không có nằm ở trong cái suy nghĩ của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời của ông Kennedy. Và có thể rằng là cái đó nó cũng là một cái yếu tố khiến cho người Mỹ đó, đó là muốn giật tay lái để lái lấy cái cỗ xe đó. Và sau đó đó, đó là than vãn rằng là cái bộ máy quân sự của miền Nam đó, đó là không có tích hợp với lại cái hoàn cảnh cuộc chiến. Trong khi người Mỹ đó là hoàn toàn không biết thì cái hoàn cảnh cuộc chiến đó, nó không phải là trận địa chiến như là cuộc chiến tranh Cali ở trên bán đảo Triều Tiên trong những năm 50 và 53, từ 10 năm về trước, mà nó làm cái hình thái chiến tranh toàn diện. Và nó đa diện và nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Người Mỹ chưa hiểu ra được cái chuyện đó. Và cuối cùng sau đó, đó là muốn giải quyết cái cuộc chiến đó theo cái lối, cái nhìn của họ. Và cái đó, đó đầu tiên hết là nó đã gây ra cái mâu thuẫn với lại chính quyền của ông Diệm. Chưa kể rằng là trước đó chính quyền của ông Diệm, kể cả ông Diệm lẫn ông Nhu đều không đồng ý với cái việc trung lập hóa nước Lào trong cái hiệp định Geneva vào năm 1962. Là tại vì trình bày với lại phía Hoa Kỳ rằng là nếu mà quý vị không hiểu lịch sử và địa dư, nếu mà nó có cái cuộc chiến Nam Bắc đó, thì lãnh thổ của Lào với Campuchia là sẽ được miền Bắc sử dụng để tấn công vào miền Nam, và nếu mà trung lập hóa như vậy đó, đó thì chúng tôi sẽ bị bức tử. Và cái đó tôi cho rằng là nó là những cái chi tiết mà sau này đó, đây là chúng ta phải nhìn lại và đừng có phê phán ông Diệm theo cái nhìn của, tôi nói là cái nhìn khá nông cạn của nước Mỹ lúc đó về cái chuyện độc tài hay gia đình trị vân vân. Thì sau đó là chính họ đó là cái người mà khai thác cái mâu thuẫn về tôn giáo và nó tạo ra một cái vụ khủng hoảng về Phật giáo. Tôi là người theo Phật giáo nhưng mà tôi thấy rằng là cái đó, đó đó nó là một cái điều nó sai lầm và nó dẫn đến cái kết quả sau này như chúng ta cùng thấy. Tôi xin dứt lời. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhân đây thì chúng tôi xin gọi là lược trích ấy, một số những ý thông tin ở trong cái bài viết của ông Nguyễn Tiến Hưng gửi cho BBC và được đăng lên ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11 năm 2017 đấy. Thì trong này có một cái đoạn ông tác giả Nguyễn Tiến Hưng viết này là như thế này. Tức là chiều ngày 31 tháng 8 thì ông Cabolot là đại sứ của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam lúc bây giờ báo cáo Washington ngay về việc rằng chính ông ta cũng đã có nghe tin ông Nhu đã bí mật giao thiệp với Hà Nội và Việt Cộng qua đại sứ Pháp là Laluet và Ba Lan Manali. Vừa rồi thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã có nhắc tới cái yếu tố gọi là trung gian ở nước ngoài như vậy. Cả hai chính phủ các nước này đều tán thành một giải pháp trung lập giữa Bắc và Nam Việt Nam. Như vậy là đã chật đường dây. Đấy là cái bài viết của ông Nguyễn Tiến Hưng có ý nói như thế. Tiếp theo nói là như này, về việc điều đình hiệp thương Nam Bắc theo sự nghiên cứu của chúng tôi thì có hai nhân chứng khả tín là ông Manali, trưởng đoàn Ba Lan trong Ủy hội kiểm soát đình chiến, người trực tiếp làm môi giới Bắc Nam, và ông Cao Xuân Vĩ là đặc trách đoàn Thanh niên Cộng Hòa, là người đã cùng đi với ông Ngô Đình Nhu gặp ông Phạm Hùng. Ông Cao Xuân Vĩ vừa rồi cái tên của ông thì cũng đã được ông Nguyễn Xuân Nghĩa vừa nhắc tới. Bởi vậy ta nên xem hai ông đã thuật lại như thế nào. Thì đây chúng tôi xin lược trích. Thứ nhất là theo tác giả Nguyễn Tiến Hưng, trích cái ý của ông Cao Xuân Vĩ thì nói như sau. Đại cương, theo tác giả Minh Võ thì ông Vĩ đã kể lại trong một cuộc phỏng vấn như sau. Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng thống Diệm đã nói phải có 6 giai đoạn. Một, bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thứ tín tự do. Hai, rồi cho dân qua lại tự do. Ba là cho dân hai bên được tự do chọn định cư sang bên kia nếu muốn. Bốn, mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế, ví dụ miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn. Năm, qua được cái giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương. Sáu, và sau cùng là tổng tuyển cử để thống nhất trong hòa bình. Bài viết của tác giả Nguyễn Tiến Hưng cũng trích thêm cái phần nói về ý kiến của ông Manali. Thì ông Manali nói gì? Nói rằng là như thế này, ngày 15 tháng 2 năm 1975 là 2 năm sau khi hòa đàm Paris ký kết, thì ông Manali đã viết một bài trên tờ Washington Post với tựa đề là Việt Nam 63 and now, tức là Việt Nam năm 1963 và bây giờ, và nói rằng giải pháp hòa bình do ông làm môi giới năm 1963 nếu thành công thì đã thuận lợi cho miền Nam và thế giới tự do hơn là hiệp định Paris đầu năm 1975 rất nhiều.
Và ông kể lại, chúng tôi xin lược trích tiếp ở đây, là mùa xuân năm 1963, đại sứ Pháp Laluette nói với tôi là Tổng thống Diệm và bảo đệ của ông có nhờ tôi tìm hiểu về chính phủ Hà Nội xem có khả năng nào để giải quyết cuộc chiến bằng phương tiện hòa bình hay không. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã thảo luận nhiều với giới lãnh đạo cao cấp nhất, kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Câu hỏi căn bản tôi đặt ra cho họ là trong trường hợp Mỹ rút khỏi miền Nam, những bảo đảm thực sự nào miền Bắc có thể đem ra để chứng tỏ rằng một Việt Nam thống nhất sẽ không phải là một nước của thế giới cộng sản. Lãnh đạo miền Bắc thảo luận nhiều lần và dần dần đi tới một kế hoạch mà tôi đã dựa vào đó để thảo luận với một nhóm các đại sứ Tây Phương. Theo như kế hoạch này thì hai miền Nam Bắc sẽ từ từ đi từng bước, bắt đầu từ liên lạc bưu chính, kinh tế văn hóa, sản phẩm kỹ nghệ miền Bắc sẽ được dùng để mua thóc gạo miền Nam. Miền Bắc sẽ không đòi hỏi phải thống nhất nhanh chóng. Một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập tại miền Nam. Tôi hỏi liệu ông Diệm có thể là lãnh đạo của chính phủ này hay không? Tới mùa hè năm 1963 thì câu trả lời sau cùng là có. Sau đó tôi lại hỏi thêm, nhưng làm sao phía thế giới tự do có thể tin rằng Hà Nội sẽ giữ lời hứa? Câu trả lời là nếu Mỹ đồng ý rút, miền Bắc sẽ sẵn sàng đưa ra những bảo đảm có thực chất, gồm cả việc Mỹ tham dự vào việc giám sát giải pháp hòa bình. Ngoài ra miền Bắc cũng sẽ có quan hệ ngoại giao và thương mại với thế giới tự do. Và sau cùng, nhưng rất quan trọng là quyền lực về kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ sẽ vẫn còn nguyên, không bị bớt đi vì cuộc chiến. Cũng sẽ là một cái bảo đảm nữa. Chúng tôi cho rằng về phía miền Bắc rất có thể động cơ chính để điều đình là yếu tố kinh tế, vân vân. Thì không biết là lúc bây giờ thì ông Bùi Tín đang làm việc cho phía Bắc của Việt Nam ấy, thì ông có cái bình luận gì không? Những cái điều mà ông đã nghe thấy vừa rồi có khả tín hay không? Xin mời ông Bùi Tín. Vâng, tất cả những cái điều đó là đều, tôi nghĩ là đều có thật cả. Nhưng mà như tôi nói đó là nó không có thực chất, bởi vì đấy chỉ là những cái thăm dò sơ bộ và hơi ngây thơ, có thể nói là ngây ngô nữa, bởi vì họ không hiểu rằng là miền Bắc lúc bây giờ là thuộc địa của Liên Xô với của Trung Quốc. Việc gì xảy ra cũng phải xin ý kiến của Bắc Kinh với Moscow. Mà nếu mà Bắc Kinh, Moscow mà chưa có bật đèn xanh thì đấy chỉ là một cái thăm dò cho nó biết, cho nó thử thôi, chứ họ không có thực tâm gì, thực tâm gì cả đâu. Rồi trên lúc bây giờ ở trong nước tôi cũng biết là tất cả những cái chuyện đó đều là cái chuyện mà thăm dò một cách sơ bộ để tỏ ra là ta đây có thiện chí để tranh thủ một vài cái một số nào đó ở phương Tây thôi, chứ còn thì họ không thực sự thực tâm. Và hơn nữa là họ là một cái chế độ phụ thuộc, bởi vì là tiền nong là do nước ngoài chi, vũ khí là do nước ngoài cung cấp, thực phẩm cũng là do nước ngoài lo, cho nên một bước đi là đều phải được sự đồng tình của các ông là anh lớn cả, mà nhất là của Trung Quốc. Tuy là ở Nga Xô có nói đến việc chung sống hòa bình giữa hai cái chế độ vân vân, cái thi đua hòa bình, thế nhưng mà cái anh Bắc Kinh là anh không bao giờ anh có thể chịu đâu. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Bùi Tín. Có một cái câu hỏi nữa, nói như là của một quý vị tên là Bùi Minh Hòa hay là Bùi Hòa Minh gì đó, nói tên là này. Ông Hồ đã từng nói ông Diệm là người yêu nước, nhưng ông Diệm yêu nước theo kiểu của ông Diệm. Điều đó có đúng không? BBC đây chúng tôi được hiểu, tức là các khách mời đấy, bàn tròn có thể làm sáng tỏ được không? Thì nếu có thể được thì chúng tôi muốn nghe thật nhanh cái bình luận của ông Bùi Tín trước khi chúng tôi chuyển sang vị khách tiếp theo ạ. Tức là cái câu hỏi là cái ông này nói rằng là ông Hồ đã từng nói là ông Diệm là người yêu nước, nhưng ông Diệm yêu nước theo kiểu của ông Diệm. Điều đó có đúng không? Tôi phải thấy là ông nói với ai và nói trong hoàn cảnh nào. Theo tôi nghĩ đó là khi mà ông Hồ còn sống đó, là cả miền Bắc phải gọi chế độ miền Nam là kẻ thù, là tay sai của đế quốc. Và tôi xin lỗi nhé, là nói với Diệm Nhu phải gọi bằng thằng, thằng Diệm, thằng Nhu, thằng Thiệu, thằng Kỳ. Và nếu không gọi bằng thằng là mất lập trường, có thể là bị khai trừ khỏi đảng và khai trừ khỏi đoàn.
Cho nên là tôi nghĩ là cái câu mà ông Hồ nói là một câu có tính chất ngoại giao để tỏ ra là mình có một cái nhãn quan rộng rãi. Chứ còn dưới chế độ của ông ấy là từ trẻ con cho đến người lớn là đều giữ một cái quan điểm thù địch với miền Nam. Cho nên cái danh từ Ngụy bây giờ vẫn còn cơ mà. Bây giờ họ có đã chịu chính thức từ bỏ đâu. Cái nó ăn sâu lắm. Phải đến mấy chục năm sau này hiện nay mới nhận ra được là cái chế độ miền Nam có những mặt trội hơn miền Bắc. Bây giờ mới có thể có người là công nhận cái điều đó. Tức là miền Nam có dân chủ hơn, tuy là chưa thật đầy đủ. Có tam quyền phân lập đúng hơn, không đến nỗi thối nát, và cũng có một ít tham nhũng mà không đến nỗi tham nhũng tràn lan và nặng nề như hiện nay. Vâng. Cái đó là cái nhận thức hiện nay đấy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Tín. Chúng tôi vừa nhận được một cái thông tin từ bộ phận kỹ thuật ấy, tức là do một cái lý do kỹ thuật thì chương trình của chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi thì phải kết thúc ạ. Chúng tôi rất là xin lỗi vì cái thông báo đột ngột này mà chúng tôi vừa nghe được. Thì thật nhanh ở đây thì trong cái dịp mà hôm 26 tháng 10 2017 toàn bộ cái phần còn lại tuy không nhiều của các hồ sơ tìm hiểu vụ ám sát tổng thống Hoa Kỳ John Fitzgerald Kennedy thì ngày 22 tháng 11 63 đấy thì được giải mật đấy. Thì cũng có một số những cái diễn biến tiếp ở trong cái sự kiện này. Thì theo cái trang của New York Post và Politico thì giám đốc của CIA thời Johnson là ông Richard Helms lưu lại các câu nói rằng là bản thân Tổng thống Johnson từng nói là John Kennedy bị giết vì đã cho giết nhà lãnh đạo Việt Nam là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì không biết là ông Bùi Văn Phú có bình luận nhanh về cái câu này được hay không ạ? Ông nghĩ thế nào về cái đó ạ? Tôi còn nhỏ đó, là sau khi ông Diệm bị giết, sau đó ông Kennedy bị ám sát, thì trong cái khu xóm của tôi, tức là khu của những người di cư đó, thì nhiều người đã nói đó là một cái biểu hiện như là một cái quả báo, là tại vì ông Kennedy, tức là phía Hoa Kỳ, đã chủ mưu để lật đổ ông Diệm và giết chết ông Diệm. Theo tôi muốn trở lại vấn đề hiệp thương giữa hai miền như trong bài của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng viết đó, thì tôi thấy sau khi mà phía Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam, từ chối tham gia cái cuộc tổng tuyển cử theo như Hiệp định Geneva 1954 đã đưa ra là sẽ được tổ chức vào 1956, thì ông Diệm đã không làm chuyện đó. Và theo như lời của ông William Colby, cựu giám đốc CIA, trong một buổi hội thảo cách đây khoảng 20 năm tôi đi tham dự, thì ông nói cái quyết định đó là quyết định riêng của ông Ngô Đình Diệm, chứ người Mỹ không có áp lực cái chuyện mà không có tham gia tổng tuyển cử vào năm 1956. Nhưng mà sau khi đó, phía Hà Nội đã quyết định là phải giải phóng miền Nam và đã lập ra con đường gọi là đường 59 đó, tức là về sau phải thành đường của Hồ Chí Minh để đưa quân và vũ khí vào miền Nam. Dạ vâng, thưa ông có thể cho chúng tôi một câu thật ngắn được không ạ? Tại vì là bây giờ chúng tôi bộ phận kỹ thuật nói là rất tiếc là chương trình phải kết thúc bây giờ. Tôi còn nếu giáo sư Nguyễn Tiến Hưng nói là mình sẽ dùng người Hoa Kỳ sẽ dùng kinh tế để giúp Hà Nội hoặc là giúp hai miền thống nhất sau này đó, thì với bản hiệp định Ba Lê thì phía Mỹ cũng đã hứa sẽ giúp miền Bắc khoảng 3.5 tỷ vâng. Nếu mà họ tôn trọng cái hiệp định đó, nhưng mà phía miền Bắc đã không làm và vâng. họ đã quyết thành vâng. cái quyết định tiến hành giải phóng miền Nam vào 1975. Vâng, dạ vâng. Và tới đây thì cái chương trình tọa đàm bàn tròn của chúng tôi cũng đã kết thúc. Chúng tôi xin lỗi quý vị là do lý do kỹ thuật chúng tôi phải kết thúc đột ngột ở đây. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin được cảm ơn tất cả các vị khách đã tham gia. Xin cảm ơn sự quan tâm, chú ý và theo dõi của các quý vị cho chương trình. Xin hẹn gặp lại các quý vị trong một chương trình tiếp theo, và chúng tôi thực sự hy vọng là sẽ có dịp gặp lại các quý vị tới đây cũng về cái chủ đề này. Xin cảm ơn các quý vị.
Chương trình Giờ Dạy Ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đình Quang Thái phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả và chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào ông Thái và xin kính chào quý khán giả. Sắp sửa Tết nhất đến nơi rồi mà cứ nói chuyện giải ảo này nhiều khi cũng nó cũng không có vui lắm, mà tụi tôi thực sự ra là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta sẽ dành chương trình phát hình tuần tới, tức là ngày mùng 3 Tết, để nói về những phong tục tập quán hoặc là những đặc biệt của Tết Việt Nam. Thưa quý khán giả, hẳn quý vị cũng nhớ là trong một chương trình dạy ảo cách đây một khoảng hơn một tuần, ông Nguyễn Xuân Nghĩa có đề cập đến một cuốn sách biên khảo mới nhất do Henry Kissinger viết và được phát hành rộng rãi tại Hoa Kỳ và trên thế giới vào năm ngoái. Trong cuốn sách này đó, thì ông Henry Kissinger đã đưa ra nhiều lý do để biện bạch cho cái việc mà Hoa Kỳ thất bại tại miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Và một trong những lý do khiến Kissinger đưa ra, ông ta cho rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa hề được thế giới công nhận như là một quốc gia. Có lẽ là Henry Kissinger đã thiếu trí nhớ, bởi vì nếu mà chúng ta nhớ lại cái thời điểm 1945-1955 đó, thì lúc đó chính Hoa Kỳ và một số nhiều quốc gia trên thế giới đã công nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa, tức là một quốc gia. Hàn Lâm Nguyễn Xuân Nghĩa có để ý tới chuyện này? Tôi có để ý, tôi còn nhớ hình như là cái trang mà ông nói nhảm ở đó nó là 298 ở trong cái cuốn. Nhớ từ cả trang rồi. Của ông ấy. Không, tại vì mình cũng bực, mình bảo không ok gì vì cái chuyện này, tổ quốc của ông là vì chính quyền của ông với lại ông Nixon các thứ, ông làm chuyện gọi là bắn đứng Việt Nam. Thì cái đó mình bực thế, nhưng mà mình hiểu được cái chuyện đó. Nhưng mà đến khi mà ông với tư cách là một đại trí thức mà ông trình bày ra, ông bảo là Việt Nam chưa bao giờ là một cái nation, miền Nam Việt Nam chưa bao giờ là một cái nation in the history, tôi thấy rằng cái đó ông này ông lưu manh. Tại vì Việt Nam thì đã có độc lập từ thời của Nhật Bản bị bại trận năm 1945 với chính phủ Trần Trọng Kim kỳ trước, chúng mình đã đề cập đến. Sau đó đến 1955 đó thì đã có nền đệ nhất Cộng Hòa. Và cái ông thủ tướng sau cùng của nước Việt Nam, sau đó là ông tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa là ông tổng thống Ngô Đình Diệm. Và ông ấy đã từng đi qua đến bên Mỹ này, quý vị còn nhớ hẳn, còn nhớ đó là đã có một cái cuộc diễn hành rất là long trọng, ở tại New York. Lúc đó là người ta thì báo chí của Mỹ lúc đó nói là một trong những nhân tài của Á Châu vân vân như vậy, mà sau này đây thì nói chuyện đó thì tôi thấy cái đó nó cũng hay. Là chúng ta cẩn thận, nhất là các giới trẻ về sau này đó, lúc mà đọc sách mà của những bậc đại trí thức chiến lược gia cỡ như là Henry Kissinger đó thì cũng mình cũng phải cẩn thận. Thì trước là tôi cũng đã nhắc đến cái chuyện gọi là Henry Kissinger gọi là giúp Trung Quốc nó như thế nào, và bây giờ nó gây ra những cái vấn đề trong hiện tại nó ra làm sao. Nhưng mà giờ chúng ta trở lại chuyện cũ, tôi nghĩ rằng là phải đề cập đến một cái nhân vật mà Kissinger rất là ngợi khen. Trong cái cuốn đó của ông đó thì ông chê Lyndon Johnson tàn tệ, nhưng mà ông lại ngợi ca Tổng thống John F. Kennedy như là một nhà chiến lược gia và có một cái nhìn, cái tầm nhìn chiến lược và cả một cái trật tự thế giới mà ông đã chuẩn bị như vậy. Để cuối cùng sau là nó bị gãy đổ là sau khi ông bị ám sát chết ngày 22 tháng 11 năm 1963 đó. Nhưng mà thực sự ra đó là chúng ta phải đề cập trở lại đó là đến cái vai trò của Kennedy trong cái chuyện thất bại ở tại Việt Nam. Nó khởi sự ngay từ đầu với cái việc mà chính Kennedy là người quyết định cho đảo chính ông Diệm. Ông vừa mới nói là chính ông Tổng thống Kennedy đã quyết định ra lệnh đảo chính ông Diệm. Nhưng mà thưa quý khán giả, có rất nhiều tài liệu mà người ta cứ thảo luận với nhau đó, thì người ta đưa ra một cái số những cái sự kiện người ta cho rằng cái việc mà đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 dẫn tới sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng Hòa và hai cái chết thảm thương của Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ Ngô Đình Nhu là bởi vì lúc đó có một số tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa đã được sự móc nối của một vài viên chức Mỹ, đặc biệt là viên chức tình báo, để tiến hành cuộc đảo chính. Và người ta nói rằng ông Tổng thống Kennedy đó, lúc đó thì viện một cái lý do là phải đi nghỉ hè cho nên không có chú ý lắm đến một cái công hàm ngoại giao mà của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington đã gửi cho tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
vào tháng 8 năm 1963. Thì tất cả những cái tin tức cũng như là cái điều mà người ta nêu ra như vậy thì cho tới phút này nó không đúng không? Tôi nghĩ rằng là cái đó không đúng, mà có lẽ là tôi nhắc trở lại, chính tôi là người có liên lạc với anh Thái cách đây 2 năm rồi để tôi hỏi số điện thoại của một số những viên chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó kể cả có ông tướng Tôn Thất Đính, lúc đó ông cũng đã yếu nhưng mà ông vẫn còn sống đó. Thì cái đó là lý do đó là tại vì tôi được một cái nhà báo Mỹ, ông Patrick Sloyer, liên lạc, ông đi từ bên DC qua, ông gặp tôi và ông nhờ tôi giới thiệu với một số cái viên chức của miền Nam cũ của mình, kể cả cụ Cao Xuân Vĩ, ông Huỳnh Văn Lang, là những cái người gọi là đã từng có nhiều trách nhiệm ở trong dưới thời của ông Tổng thống Diệm đó. Thì ông này đó, ông giải thích như thế này. Ông nói là bây giờ đó mới có được một số những cái hồ sơ được giải mật, kể cả những cái băng ghi âm từng lời nói của Kennedy một. Và trong đó ông nhìn thấy rằng là chính Kennedy là người quyết định về cái đó, chứ không phải rằng là một cái người thuộc cấp ở dưới là ông Robert Hilsman ở trong Bộ Ngoại giao hoặc là một vài nhiều người khác. Kennedy làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái cuốn sách mà nó mới vừa xuất hiện tuần vừa rồi thôi, nó còn moi ra nhiều chuyện khác về Tổng thống Kennedy nữa. Và ông dùng cái chữ gọi là những cái chính sách lừa bịp, lường gạt của Tổng thống Kennedy. Và ông nêu ra ba chuyện đó, đó là những quyết định bí mật về vấn đề Việt Nam, đó là cái phần thứ ba. Những cái phần trước đó, đó là về trường hợp Cuba. Và thứ nhì nữa đó là về cái phong trào đấu tranh cho dân quyền của người da đen do mục sư Martin Luther King Jr. lãnh đạo được đó. Và cái đó tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải giải ảo. Có lẽ phải nên đi từng hồ sơ một. Cái hồ sơ của Cuba, chúng ta còn nhớ tới hai cái sự kiện, đó là cái việc đổ bộ thất bại của Hoa Kỳ tại Vịnh Con Heo. Rồi sau đó là cái cuộc đối đầu có thể gọi là thư hùng giữa một bên là Tổng thống John F. Kennedy và bên kia lãnh đạo của Cộng sản Liên Xô là ông Khrushchev, khi mà Cộng sản Liên Xô đưa một loạt dàn hỏa tiễn gắn về phía bên Cuba nhắm vào nội địa của nước Mỹ đó. Thì người ta đã nói rằng nhân loại đang chông chênh bên bờ vực của một cái cuộc đại chiến mà lần này sẽ đánh nhau bằng bom nguyên tử. Thì thưa với ông, như vậy tức là có nhiều đầu mối liên quan đến vụ Cuba và có thể dẫn tới vấn đề Việt Nam. Cái sự kiện nó xảy ra đó, đó là lịch sử sau này đã viết sai rằng là trong cái trận thư hùng đó, đó là Kennedy là cái người thắng, khiến cho Khrushchev đó là phải tháo gỡ hỏa tiễn ở Cuba. Và cái đó là một cái sự bịp bợm. Tại vì sự thể đó nó khác hẳn. Chúng ta nên nhớ cái chuyện đó, nó xảy vào năm 1962, 2 năm sau khi mà Kennedy lên làm tổng thống. Thì ông vừa mới nhậm chức tổng thống đó, thì cái cơ quan CIA dưới quyền lãnh đạo của mấy ông đó đã làm một cái chuyện rất bậy đó, là cái vụ gọi là tung người vào định để lật đổ Fidel Castro, cái vụ gọi là đổ bộ con heo đó, là một cái thê thảm. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là lúc đó chúng ta đừng quên rằng là nó đang có một cái việc mà Liên Xô đó đã đang phong tỏa Berlin và đang có một cái trận gọi là cao điểm của cái thời chiến tranh lạnh. Và Khrushchev đã nói thẳng với Kennedy rằng là chỉ cần 6 tuần thôi là chúng tôi khóa luôn Berlin, vào đến Berlin. Thành ra lúc đó đó là Hoa Kỳ đã thiết trí một cái hệ thống hỏa tiễn Minuteman. Nó không có cao lắm tại vì nó vẫn là cái nhiên liệu đó là nhiên liệu cho lỏng, nhưng mà có thể từ xứ Turkey, một cái căn cứ quân sự ở đó, đó phóng vào đến Moscow đó, 15 phút là tới nơi. Với cái sức tàn phá rất lớn, mỗi cái trái bom đó thì nó bằng cỡ chừng, mỗi cái đầu đạn nguyên tử, xin lỗi, nó bằng cỡ chừng 1000 lần cái trái bom nguyên tử của Mỹ mà đã thả xuống Hiroshima hoặc là Nagasaki trước đó. Thì đấy là cái việc xảy ra cái chuyện này như vậy. Và cuối cùng đó là Nikita Khrushchev tháo cái đưa hỏa tiễn vào đến trong đến Cuba. Và cuối cùng nó đưa ra một cái trận gọi là thư hùng. Và thì Kennedy và lịch sử ngu ngơ của nước Mỹ viết rằng là Kennedy thắng, khiến cho Khrushchev phải rút cái đó ra. Sự thật nó là như thế này này. Hiện tại lúc đó là Hoa Kỳ có một hệ thống hỏa tiễn nằm ở ngay sát biên giới của Liên bang Nga, có thể tấn công Liên bang Nga được. Bây giờ Khrushchev phải giữ một cái, đẩy mấy cái hỏa tiễn này vào đó. Thì
Tổng thống Mỹ phải thứ nhất tháo gỡ hỏa tiễn, đang thương thuyết rồi đã tháo gỡ luôn hỏa tiễn mình đang có sẵn ở cái xứ Turkey. Thì lúc bây giờ đó là Khrushchev mới rút cái hỏa tiễn ở tại Cuba lại. Nhưng mà Hoa Kỳ còn làm thêm, đưa thêm một cái đề nghị, một cái quyết định như thế này, đó là trong cái sự thỏa thuận hai bên đó là không tìm cách lật đổ Fidel Castro ở Cuba nữa. Trong khi đó trước và sau đó là Tổng thống Kennedy đó là ra lệnh cho cơ quan CIA là tìm đủ mọi cách ám sát Fidel Castro. Nó có những cái chuyện mà có thể mình làm thành phim được, nó hấp dẫn lắm. Gài thì thúc độc vào trong những xì gà mà Fidel Castro hay hút chẳng hạn, loại xì gà Cohiba đó, mà mai mốt này nhờ cái ông Obama có khi bắt tay với Cuba chúng ta cũng lại được hút cái đó chẳng hạn. Tức là nó có những cái nói một đằng mà nó ra một nẻo, và cái chuyện đó nó chi tiết nó nhiều lắm. Nhưng mà sau cùng đó thì khi mà vì sao chúng ta mới đọc những hồi ký của Khrushchev thì mới biết ra rõ chuyện đó. Nhưng mà chính là trong một cái trận gọi là đấu trí đó ở tại Cuba, và nếu mà hỏa tiễn của Liên Xô nằm ở tại Cuba đây, có thể rằng là phóng tới New Orleans lúc đó thì chưa đủ tầm xa để lên tới New York hoặc là Washington DC hoặc là đi qua đến Los Angeles chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng đã là cái mối nguy thành ra đó lúc đó Kennedy mới nghĩ đến cái là phải biểu dương cái ý chí chống cộng của mình đó là ở tại Việt Nam. Và lúc đó đó là Kennedy nghĩ đến cái cuộc bầu cử tái tranh cử sắp tới của mình 1964, và đến khi thấy có những cái khó khăn với lại chính quyền Ngô Đình Diệm đó là chính ông ta là người quyết định, ngược lại với sự can gián của nhiều viên chức của xung quanh ông, kể cả Robert McNamara lúc đó làm tổng trưởng quốc phòng, hoặc là ông tướng Marcel Tello là tổng tham mưu trưởng liên quân đó. Đã nói cho rằng là không, đừng có làm cái đó, tại vì làm cái đó xong thì chết. Và cái thứ hai nữa đó là mấy cái ông kia đó, nếu mà ông tướng của Việt Nam mà đảo chính ông Diệm đó, họ không dám nhìn mặt ông Diệm nữa đâu, thành họ sẽ giết ông đó. Và trong những cái chi tiết về sau thì mới biết rõ rằng là thực sự ra là Kennedy trực tiếp làm cái đó. Và cái đối thủ của mình mà trong cái cuộc tranh cử đó có thể rằng là ông Henry Cabot Lodge, một lãnh tụ bên Cộng Hòa đã từng tranh cử phía trước. Và kỳ này cũng có thể ra thành gia nghiệp để ông ấy đi ra làm đại sứ ở bên đó. Và nếu có cái chuyện gì đó thì Đảng Cộng Hòa đó là cũng bị gánh họa chung với nhau, cũng chịu trách nhiệm chung với nhau. Mà thực tế ra đó thì là chính Kennedy và Henry Cabot có biết chuyện đó, thúc đẩy về cái việc làm cái vụ đảo chính. Thì cái lần vừa rồi mà lúc tôi kể chuyện là cái ông Patrick Sloyan hôm qua đây, ông muốn gặp một số mấy vị trong cái quân đội cũ của mình, ông hỏi lại quý vị có xác nhận rằng là quý vị đã nhận những cái cặp ngần ý đô la hay không đó. Thì đương nhiên là mấy ông kia đó, có thể rằng là ông không có trả lời không né. Thì trong cái cuốn sách này ông có nói đến cái chuyện mà tổng cộng ra thì họ mất cỡ chừng 600.000 đô la. 600.000 thôi ấy. Dương trong có một ông tướng gọi là cái ông tướng then chốt nhất đó, tức là tổng trấn mà cái người gọi là tin cậy nhất của ông Diệm, tức là ông Tôn Thất Đính đó thì cái số tiền nó cũng rất nhỏ thôi. Nhưng mà họ viết ra rõ ràng, và cái điều mà ông này ông viết đó là ông nghe từ chính lời Kennedy nói ra bây giờ mới được giải mật. Và ông bảo rằng là mấy cái kể cả những cái tiếng văn tục thế này thế kia của ông không ghi lại hết. Tôi nghe, nhưng mà cái sự kiện mà tình báo Mỹ đưa tiền cho một số tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa để tiến hành cuộc đảo chính năm 63 thì cũng nhiều sách đề cập đến, mà họ còn thậm chí đưa ra một con số lớn hơn là 3 triệu bạc. Và bây giờ mà ông Patrick Sloyan cho rằng chỉ có 600.000 thì quả tình số tiền thì tôi thấy cái đó mình thấy nó của mình cũng hơi xấu hổ. Tại vì sau đó thì quả nhiên đó là cái tai họa xảy ra, ngần ý những cái người mà chịu trách nhiệm về ở tại Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam đều nói rằng là chúng ta thất bại là từ cái vụ giết ông Diệm. Ít phút còn lại để hỏi ông rằng, nhân cơ hội ông nói về cuốn sách The Politics of Deception của nhà báo Patrick Sloyan ấy. Ông Sloyan đã nói gì về phong trào dân quyền ở nước Mỹ do Martin Luther King lãnh đạo, mà người ta cho rằng Đảng Dân Chủ đã hết mực muốn ủng hộ phong trào bởi vì họ muốn ủng hộ nó có là một cái huyền thoại. Có một người rõ ràng đó là quá khứ đó, hàn vi đó là bần hàn, đó là nghèo, đó là ông Lyndon Johnson. Thì ông cũng muốn giải quyết cái vấn đề đó thật,
Và sau khi ông giải quyết xong đó, đó thì bây giờ đó là 50 năm sau người ta mới thấy rằng là càng muốn giúp đỡ người da đen đó là làm cho người da đen đó đó là càng thêm hoạn nạn. Thế đó là một chuyện khác, trong kỳ khác mình nói chuyện. Nhưng mà chuyện chính trong cái này đó đó, Kennedy sợ rằng là trong cái cuộc bầu cử năm 1964 của mình đó đó, là mình sẽ mất phiếu bảo thủ ở miền Nam, thành ra muốn triệt cái phong trào đó và cho lệnh không phải FBI mà là CIA đi theo dõi mục sư Martin Luther King và còn tiết lộ cho báo chí biết cái vấn đề tình ái lăng nhăng của ông ta đang để đánh hạ cái uy tín của ông ta. Và cái việc mà theo dõi ông này đó, đó là nó tiếp tục cho đến năm ông này bị ám sát chết. Tức là ông Martin Luther King bị ám sát chết thì nó mới ngưng, tức là tiếp tục theo dõi qua đến cái thời của chính quyền Johnson cũng vậy, nó vẫn còn có cái chuyện đó. Và bên trong đó đó là tất cả những nhà báo nào đó, đó mà nói ngược lại với ý Kennedy thì cũng đều có bị theo dõi, bị ngăn cản và gây ra những cái chuyện mà nó khá kỳ cục. Thành ra chỉ vì ông chết, thành ra người Mỹ gọi là đưa ông lên thành thần tượng, coi như là một nhân vật gọi là trẻ, đẹp trai, xuất chúng ở kia. Nhưng mà cái mặt trái của ông đó là cái đời sống cá nhân của ông lẫn cả những cái mưu lược chính trị gọi là nó đầy tính chất phản chắc đó, nó đầy rẫy ra hết. Và bây giờ đó thì tại vì được giải mật rồi đó, người ta mới bắt đầu người ta moi ra. Thì trong đó nó có cái chuyện nó liên quan đến mình thì mình mới để ý là nó liên quan đến cái chuyện của ông Diệm. Nhưng mà còn nhiều chuyện khác ở trong đó nữa. Và cái bước ngoặt mà nó làm cho nước Mỹ thực sự ra đó là không lấy chi làm hãnh diện đó ra là chính là dưới thời Kennedy. Thưa quý khán giả, chắc chắn là tôi sẽ nhờ Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại với chương trình Giờ Dạy Ảo để nói về cuốn sách của nhà báo Sloyan thêm nhiều chi tiết và liên quan đến nhiều vấn đề khác của xã hội Mỹ cũng như là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với thế giới. Chương trình Giờ Dạy Ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tuần này do Đinh Quang Thái phụ trách đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới.